Các bác ơi, mưa gió thì đi xe vài chục thế này thôi là mới biết được cảm nhận được ô tô nó như thế nào các bạn. Đây nhá, các bác vào gần đây xem này. Vài chục thôi nhưng mà nó khá là ok. Đấy. Mưa gió thế này mới biết được là xe vài chục nó như thế nào. Đấy, em vừa về một chiếc xe sedan nhá, chỉ có vài chục thôi. Các bác có thể nhìn là nó đẹp như thế này. Và có trời mưa thì mình mới biết được là nó giá trị đến đâu. Trước này thì nội thất nó phối hợp rất là nhã nhặn thôi, không có lòe loẹt, không có gì cả các bác nhá. Đấy, máy lổi ngon, điều hòa mát các bạn. Đấy, máy lổi ngon, điều hòa mát là ok nhá. Các bác nhìn này, đẹp như thế này. Đúng chưa? Đấy, vài chục thôi. Bác nào mà chưa có xe thì alo cho em nhé. Alo cho em và trưng ngay chiếc này đi. Em vừa mới về thôi. Đấy, ngon lành cành đào luôn. Và dòng sedan hai đầu thì các bác biết là nó xa khá là chắc chắn nhá. Khá chắc chắn. Xe này không dịch vụ taxi luôn. Đấy, không dịch vụ taxi luôn nhá. Các bác ạ, đấy, chỉ có mùa mưa thì mới biết được là nó có giá trị như thế nào các bác nhá. Ok, bác nào chưa có xe thì alo cho em.